vừa cưới mà đã mang thai, ra thể thống gì? Chúc mừng chị. Một phim truyền Đài Loan vui nhộn. Của hồi mong đến rồi kìa. Xính lễ lạ lùng. Heo, heo chạy ra hết kìa. Còn cái điều đó còn tốt. Có trộm, có trộm. Dây chuyền, vàng bạc, kim cương. Tình cấp đã lấy của hồi mong đi rồi. Cái gì? Kêu ba cô trả tiền xính lễ lại cho tôi. Những câu chuyện gia đình. Bà quỳ tôi đánh luôn đó. Tôi quỳ làm gì vậy trời? Đón xem Của hồi môn lúc 17 giờ hàng ngày trên Chú Đi TV.